Đây là nụ hôn đầu của mình và Gia Thành, cũng chính là mùa đông đầu tiên mà mình và anh ấy quen biết nhau. Ngày đó là ngày định tình của chúng mình. Quá như Gia Thành đã quay về Thanh Lâm rồi. Nào cả Ly, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Nào ăn đi. Cảm ơn mẹ. Anh cũng thử đi. Tiểu Giảng ăn đi. Cảm ơn mẹ. Ăn nhiều vào nha. Bởi vì em thích đồ ăn vặt, cho nên em nhìn mẹ xem mua biết bao nhiêu đồ ăn vặt cho em. Còn còn nói Tiểu Giảng nữa sao? Thực ra thì là Tiểu Giảng chỉ cách mẹ lên mạng mua đồ đó. Gia Thành, mẹ, Hiểu Kinh ở nhà chúng ta có quen hay không? Bữa tối hôm nay mẹ thấy nó ăn không được bao nhiêu hết. Ba mẹ, ba mẹ khỏi cần nhọc lòng vì những chuyện này. Cô ấy bình thường chính là như vậy, luôn nói bản thân đang giảm cân. Gia Thành, chuyện của con và Hiểu Kinh suy nghĩ thế nào rồi? Dự định năm nay kết hôn sao? Chính vì vậy mà con mới muốn nghe ý kiến của ba mẹ. Con cũng biết mà Gia Thành, ba mẹ từ trước đến nay đều không muốn can thiệp vào chuyện của con. Nhưng mà Hiểu Kinh có một chút khiến cho ba mẹ lo lắng. Con bé ở trong nhà là thiên kim đại tiểu thư, sau này khi kết hôn rồi sẽ chung sống cùng nhau, thì con có chịu đựng nổi hay không chứ? Mọi chuyện đều phải chịu theo cô ấy. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Hiểu Kinh cô ấy quả thật có một chút nóng nảy, nhưng mà không có vấn đề gì lớn hết. Vậy các con dự định ở đây mấy ngày? Mẹ thấy cô ấy đem theo một vali quần áo, chỉ giày dép thôi đã có 5 đôi. Có thể mang hết hay không đây? Không phải mẹ có quan điểm cổ hủ đâu, chỉ là ba mẹ có chút lo lắng. Cô ấy và con không phải người thuộc cùng một con đường. Con nói xem sau này kết hôn cùng nhau, thói quen sinh hoạt này có thực sự ổn hay không? Tính cách có thực sự hợp nhau hay không? Những điều này đều rất quan trọng. Bà của Hiểu Kinh là viện trưởng, đối với công việc tương lai sau này của con đều sẽ giúp ích được rất nhiều. Nhưng mà chuyện hôn nhân đại sự con vẫn là nên cẩn trọng thì hơn. Dẫu sao sau này cũng phải sinh sống cùng nhau cả đời, cả hai thích hợp với nhau mới là quan trọng nhất. Công việc rất quan trọng, hôn nhân gia đình cũng rất là quan trọng. Được rồi, ba mẹ cứ yên tâm đi. Con và Hiểu Kinh ở bên nhau cũng không phải là vì diện trưởng Tống. Ba mẹ cô môi múa mép như vậy là được rồi. Được, vậy thì được. Vậy thì cái này, món quà mà ba mẹ đã chuẩn bị sẵn, để sau này con tặng cho Hiểu Kinh, cũng coi như là một món quà nhỏ. Nhớ lấy, bất kể con đưa ra quyết định gì, ba mẹ đều sẽ ủng hộ cho con hết. Thời khắc quan trọng, ngay cả đến một người để tâm sự nói chuyện cũng không có. Tiêu Tiếu, Thời Giảng, năm mới vui vẻ nha. Vậy tôi đi trước đây. Hai người nói chuyện, từ từ nói. Rảnh thì gọi điện liên hệ với tôi. Tạm biệt. Tiểu Giảng, cậu nghe mình giải thích đã. Có gì cần giải thích chứ? Cậu có cần phải giải thích cho mình biết sao? Cậu khoan hãy tức giận, không phải như cậu nghĩ đâu. Vậy thì như thế nào? Được. Cậu muốn giải thích, vậy thì giải thích đi, mình nghe. Cậu đừng nói với mình là cậu dùng nụ hôn để nói chia tay với Trình Tử Tùng. Đúng đó, mình thừa nhận mình và Trình Tử Tùng đã quay lại với nhau. Các cậu đã từng chia tay nhau chưa? Bây giờ mình vô cùng nghi ngờ.
Trong lòng của cậu vốn dĩ không hề muốn chia tay với anh ấy. Thực sự mình đã nói chia tay với anh ấy rồi, nhưng mà anh ấy không đồng ý. Cậu không biết mình đã gọi cho anh ấy biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn biết bao nhiêu tin. Hôm nay là giao thừa, anh ấy đã để người nhà của anh ấy ở bên đấy một mình. Anh ấy chạy đến đây, giống dĩ mình không muốn gặp anh ấy, nhưng mà anh ấy nói không gặp được thì không đi. Vì vậy cậu mềm lòng đúng không? Cậu cho rằng anh ta thực sự yêu cậu tha thiết, yêu cậu đến mức không thể nào đánh mất được cậu hay sao? Tiểu Giảng, mình đã cố gắng rồi. Mình thực sự đã cố gắng quên anh ta, nhưng mà mình phát hiện ra mình không làm được. Mình yêu anh ấy, nhưng mà cậu có biết không, hành vi này của cậu chính là đang tự chuốc khổ vào mình, chính là biết sai mà cố phạm phải. Đúng vậy, mình quyết định rồi, cho dù là tự chuốc khổ vào mình thì mình cũng nguyện ý. Nhưng mà cậu có biết ở tương lai Trình Tử Tùng anh ta làm tổn thương cậu như thế nào không? Cậu có biết anh ta tổn thương cậu nặng nề ra sao không? Đừng có tiếp tục nói ra những gì cậu biết tất cả. Nếu như tổn thương thì có làm sao đâu. Không thể bởi vì cậu biết thì không cần đến quá trình nữa chứ. Chẳng lẽ cậu muốn mình đè nén tình cảm của bản thân, bản thân tự lừa gạt bản thân rằng không hề yêu anh ấy? Cậu cảm thấy mình đối với Trình Tử Tùng chỉ là một loại chấp nhận. Vậy thì cậu đối với Diệp Gia Thành không phải cũng là một loại chấp niệm sao? Không thể bởi vì cậu và Gia Thành yêu nhau ở tương lai mà cậu cho rằng Diệp Gia Thành và Tống Hiếu Kinh không thích hợp với nhau, luôn cho rằng Diệp Gia Thành yêu cậu là một chuyện dĩ nhiên. Cậu dùng kết quả để suy luận cho quá trình, đó mới là sự sai lầm trầm trọng đối với tình cảm. Những lời nói của Lại Tiếu nhất thời đã kích mình rồi. Có lẽ cô ấy nói đúng, mình quá ngốc. Mình vượt thời gian nên cũng theo quán tính cho rằng Diệp Gia Thành phải nên yêu mình, phải nhất định thích mình. Mình lựa chọn sự xem nhẹ, đến nỗi không đồng ý thừa nhận người bạn ấy yêu đang là người khác. Là mình đã sai. Mình đang tự lừa dối bản thân mình và lừa dối người khác. Mình càng cưỡng ép tình cảm như vậy thì Gia Thành càng không thể yêu mình được. Không thể bởi vì cậu biết được kết quả thì không cần đến quá trình. Cậu dùng kết quả đi suy luận cho quá trình, đó mới là sự sai lầm trầm trọng đối với tình cảm. Lại Tiếu nói rất đúng, cuộc đời và sự trưởng thành của mỗi người đều cần phải có quá trình. Quá trình rất quý báu, bất luận là vui vẻ hay là đau khổ, mình không có quyền cướp đoạt đi quá trình của Gia Thành, để anh ấy một bước bước đến 10 năm sau trở thành người yêu của mình được. Gia Thành, ông trời cũng rất yêu thương em, bởi vì ông ấy lại một lần nữa cho em thêm một cơ hội để yêu anh. Em muốn tham gia vào quá khứ của anh, bắt đầu quen biết lại anh ở quá khứ. Bất luận giây phút này anh có yêu em hay không, em cũng đều sẽ ở bên cạnh anh, yên tĩnh mà chờ đợi. Chờ đợi cái ngày mà anh yêu em lần nữa lại đến. Tiểu Giảng, vào đi. Hôm nay dậy sớm quá vậy? Đã chuẩn bị ổn thỏa xong rồi, cho mẹ xem coi. Sao nào, Tiểu Giảng nhà chúng ta thật là xinh đẹp quá đi. Đương nhiên rồi, ngày đầu tiên đi làm con nhất định phải để lại ấn tượng thật tốt cho mọi người. Đúng vậy, ngày đầu tiên đi làm phải cố gắng hết sức. Hôm nay mẹ sẽ tự mình đi tìm bác sĩ Tôn, có vấn đề gì mẹ sẽ gọi ngay cho con, có được không? Nào, cố lên. Dịch tổng ra ngoài làm việc vẫn chưa quay về. Tôi nói rõ cho cô biết về tình hình của công ty. Ngồi đi. Nói bao quát thôi, đi bên cạnh làm việc cho dịch tổng có 3 điểm quan trọng nhất. Thứ nhất, những vấn đề không nên hỏi thì đừng có hỏi. Thứ hai, những cuộc đối thoại không nên nghe thì đừng nghe. Thứ ba, những chuyện không nên tò mò thì đừng tò mò. Cuối cùng, tôi tặng thêm cho cô một câu: duy trì sự ngu xuẩn vừa phải thôi. Tôi nói nhiều như vậy rồi, cô có nên lấy bút ra ghi chú không? Dịch tổng nói chuyện trước giờ chỉ một lần, tôi cũng vậy đó. Tôi đều ghi nhớ hết rồi.
Ở đây này. Được. Nói lại lần nữa coi. Thứ nhất, những vấn đề không nên hỏi thì đừng hỏi. Thứ hai, những cuộc đối thoại không nên nghe thì đừng nghe. Thứ ba, những chuyện không nên tò mò thì đừng tò mò. Cuối cùng tôi tặng thêm cho cô một câu: duy trì sự ngu xuẩn vừa phải thôi. Đúng rồi, tôi vẫn muốn hỏi anh một chút. Bình thường Dịch Tổng có thói quen sinh hoạt nào hay không? Ví dụ như thích uống cà phê như thế nào, thích ăn những đồ ăn gì, lúc nghỉ ngơi có thói quen gì hay không, có thứ gì cần phải chuẩn bị trước hay không? Xin anh hãy cụ thể, chi tiết nói cho tôi biết. Nhìn không ra nha. Chả trách Dịch Tổng lại chỉ điểm nói cần cô, trí nhớ không tệ. Được. Chuyện cà phê một chút nữa xuống phía dưới tôi chỉ cho cô. À đúng rồi, hộp tam củ này cho cô đó. Công ty lo lắng cho nhân viên, sẽ chỉ thời tiết gần đây không tốt mà dễ bị cảm. Cảm ơn. Thật sự là Gia Thành. Mình không có qua mắt, cũng không phải là ảo ảnh. Ông trời lại đưa Gia Thành đến trước mặt của mình rồi. Đây gọi là duyên phận trời định đó. Thời giãn, em có thể nào buông anh ra được không? Em cứ ôm như vậy làm cho cổ anh đau quá. Xin lỗi, em xin lỗi nha. Hai vị, chào Dịch Tổng. Đùa giỡn cũng rất nhiệt huyết đó. Hai người quen nhau hay sao? Xem ra người quen mà cô biết ở Dịch Mậu cũng thật không ít. Anh cũng đến Dịch Mậu làm việc sao? Anh không phải là người của diện thiết kế sao? Gia Thành là do tôi mời đến để làm thiết kế cho công trình hoàn chỉnh Thành Quen. Dịch Tổng à, nếu như không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây. Việc này có nghĩa là sau này mình có thể làm việc chung với Gia Thành rồi. Dịch Bái, có nhớ em không? Vị hôn phu yêu dấu của em. Có thể buông ra nói chuyện được không? Sao lại không hỏi em tại sao lại đột nhiên quay về đây? Không phải em vẫn luôn như vậy hay sao? Là bởi vì em nhớ anh cho nên mới quay về đó. Lý do này anh là lần đầu tiên nghe thấy. Gì đó, anh một chút cũng không nhớ em hay sao? Nói một chữ nhớ thôi cũng chết hay sao? Cũng không phải là bảo anh nhớ thật mà. Hơn nữa, người nhớ em thì nhiều lắm. Ba mẹ em nhớ em này, ông ngoại Dịch nhớ em này. Anh xem, cậu của em cũng nhớ em, chỉ có anh không nhớ em thôi. Cậu ấy mà nhớ em, vậy mới lạ đó. Lúc em ở London gặp cậu ấy, cậu ấy nói gì thu dọn cục diện rối bừa của cậu. Anh quả thực đã liều mạng. Cậu nói cái gì đưa một nhà thiết kế người Anh về giúp cho anh, cứu anh khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng. Em tin hay sao? Đương nhiên là tin rồi, tại sao lại không tin? Lạ quá. Công việc thú vị như vậy hay sao chứ? Bởi vì nơi văn phòng như thế này vô vị lắm. Anh luôn điên cuồng về công việc. Thời gian bên em chắc chắn là thời gian không có việc gì để làm rồi. Em không cần anh ở với em. Anh cứ việc làm việc của anh, em có việc của mình mà. Được. Nói chuyện chính chút đi.
Lần này em về, mục đích thực sự là cái gì chứ? Cuối cùng anh cũng có hứng với việc của em rồi hay sao? Lần này lại là vì bạn trai thứ mấy rồi? Không hổ là chồng tương lai của em, quả nhiên là hiểu em nhất. Chơi thì cứ chơi, đừng có chơi đến mức xảy ra chuyện. Lát sau để ba mẹ biết được, không kết thúc được đâu. Có chị hôn phu bảo trợ giúp cho em như anh, em mới không sợ đó. Nhưng mà ông ngoại dịch nghe nói em vậy, hình như đã bày tiệc còn mời ba mẹ của em nữa. Vậy thì chắc chắn là vì xúc tiến hôn sự của chúng ta. Chuyện không sớm thì muộn, có gì mà phải sốt ruột đâu. Anh lại không vội như họ nghĩ. Anh Bái, anh để em tự do thêm một khoảng thời gian đi. Em vui là được rồi. Giao dịch thành công. Được rồi. Dù sao thì lần này em đến anh cũng không có thời gian đi với em. Vậy thì anh cho em mượn Trương Khải một chút. Không được. Gần đây anh không sắp xếp. Mấy năm gần đây của anh đều là do cậu ấy phụ trách hết. Hơn nữa, lần trước em làm khổ cậu ấy, còn làm khổ không đủ sao? Em không quan tâm. Vậy thì anh cứ sắp xếp người khác cho em đi. Nào, làm gì đó? Làm gì vậy? Chuyện gì mà thần thần bí bí quá vậy? Sao vậy? Có một người phụ nữ đến tìm Dịch Bái. Không, dùng chữ này không đúng. Một người phụ nữ bay lên người Dịch Bái. Bay lên người giám đốc Dịch. Cười cái gì? Đại tiểu thư Triệu của chúng ta đó. Ai? Trên thế giới này, người có thể bay lên người giám đốc Dịch sẽ không có người thứ hai. Triệu Văn Văn. Triệu Văn Văn, vị hôn thê của giám đốc Dịch đó. Không đúng nha. Sao cái tên này nghe quen quá vậy? Cái tên này nghe quen. Chắc là rất bình thường đúng hay không? Hai người họ tuy chưa tuyên bố với bên ngoài, nhưng mà tin báo lá cải đã truyền đi rồi. Hai năm trước họ đã đính hôn. Không thì cô cho rằng công ty chúng ta sao có thể tiến quân vào nghề bất động sản? Tiến quân vào bất động sản? Lẽ nào là do cô ấy? Trong tương lai lại thiếu là nhân viên văn phòng của Dịch Mậu. Lúc đó cậu ấy đã nói với mình Dịch Bái có một vị hôn thê tên là Triệu Văn Văn. Cái người phụ nữ điên mà mình nói với cậu trước đó. Triệu Văn Văn, cậu còn nhớ hay không? Vị hôn thê của Dịch Bái. Đúng. Trước đây Dịch Bái cho mình làm con hầu cho cô ta dùng, làm cho mình mệt chết đi được. Mỗi ngày mình cũng than phiền với cậu đó. Cậu còn nhớ không? Sao vậy? Cô ta lại làm khó cậu nữa hả? Cô ta không có cách nào làm khó mình nữa đâu. Đáng thương. Chết rồi. Chết rồi hả? Có chuyện gì vậy? Nghe nói là sự cố trượt tuyết, ngã chết. Nghĩ cái gì vậy? Thời gian, thời gian làm việc ngay người ra trước mặt của tôi có đúng không? Tôi nghĩ ra rồi. Cô nghĩ ra cái gì mà nghĩ ra? Giám đốc Dịch bảo cô đến phòng làm việc của anh ấy. Dạ được. Rót ly cà phê đi. Không đường không sữa. Chuyện giám đốc Dịch, cô ngồi đi. Tôi nói mấy lời với cô thôi. Cô rất hy vọng cùng làm việc với Diệp Gia Thành. Thật sự có thể sao? Mời Diệp Gia Thành để làm hoàn chỉnh bản thiết kế trung tâm thành phố Cách Lan. Anh ấy là người thích hợp nhất.
Hơn nữa, tôi cũng rất hiểu hạng mục thành phố Cách Lan. Tôi có thể kết nối công việc với Diệp Gia Thành. Tại sao anh ta là người thích hợp? Bởi vì anh ấy là mối dục minh trong suy nghĩ sau này của tôi. Cô rất thân thiết với anh ta, thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn được. Anh ấy chính là anh khóa trên của tôi. Cô rất thích anh ta. Cái này cũng có thể nhìn ra được sao? Cô thấy sao? Được rồi, hạng mục thành phố Cách Lan cô thật sự rất hiểu, giao cho cô kết nối chắc là thích hợp nhất. Cho nên giám đốc Dịch, ý của anh nói là tôi có thể kết nối công việc với Diệp Gia Thành đúng hay không? Cảm ơn giám đốc Dịch. Anh quả thật là Messi Gen sau này của tôi. Nhưng đồng thời cô phải làm tốt một phần gì khác. Xin chào cô Triệu à. Cô Triệu, tôi vào được không? Xin chào cô Triệu, ngồi đi. Cô chính là trợ lý nữ đặc biệt mà Dịch Bái mới tuyển đúng không? Dạ phải, là giám đốc Dịch bảo tôi đến theo cô. Cô làm việc với anh ấy bao lâu? Sao trước đây tôi chưa từng thấy cô? Tôi cũng mới đến không lâu. Nếu như Dịch Bái để cô đến đi theo tôi, tiện theo dõi tôi, thì bây giờ cô có thể cút đi. Cô nói với anh ấy cô không hoàn thành được nhiệm vụ. Cô Triệu à, giám đốc Dịch chỉ bảo tôi đến theo cô. Anh ấy không muốn tôi phải theo dõi cô gì hết. Cô cho rằng theo tôi rất dễ sao? Vậy tôi nên làm thế nào đây? Ít thôi, nhiều chút. Nhiều chút nữa. Đưa tôi làm cái gì? Đây là cô rót cho mình cô mà. Sao vậy? Không phải là cô nói đi theo tôi cho tốt hay sao? Đến cả một ly rượu cũng không uống. Cô theo tôi làm gì? Sao mà con người của cô dễ dàng kích động quá vậy? Tôi bảo cô uống là cô uống. Mang khăn mặt qua đây. Đưa áo tắm cho tôi. Mở ra đi. Đúng rồi, cô tên gì vậy? Tôi tên là Thời Giảng. Thời của thời gian, giảng của đơn giản. Nếu anh Bái đã bảo cô theo tôi, vậy trong khoảng thời gian này tôi là sếp duy nhất của cô. Cô chỉ có thể nghe theo tôi, rõ chưa? Đương nhiên rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi chơi. Gặp người nào nói lời gì, chỉ có cô biết tôi biết. Tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết, rõ chưa? Nhưng mà, có vấn đề gì? Ý tôi nói là chúng ta cần thống nhất yêu cầu về quy cách. Đó là điều đương nhiên. Cụ thể thì nói thế nào tôi sẽ nói với cô sau. Thằng bé Tiểu Bái này đúng là được đó. Đúng đó, ông ngoại, bà ngoại, ba mẹ. Về rồi sao? Thật sự rất xin lỗi để kéo dài thời gian đi đường.
đến muộn rồi. Con bị lệch thời gian mà không đổi lại được, mệt quá đi. Mau ngồi đi. Cảm ơn. Văn Văn, nơi nào rồi mà trước mặt của trưởng bối? Bớt phóng túng chút đi. Cảm ơn anh. Thời giảng chọn cho đó, có đẹp không? Ông ngoại, sao vẫn không bắt đầu ăn cơm đi? Đói quá rồi. Đói rồi, thế bắt đầu đi. Nào nào, được rồi, ăn đi. Văn Văn ở anh có vui không? Đã học xong cấp 3 rồi, có vui hay không cũng không nói được. Nước ngoài thì tốt đó, nhưng lại rất là nhạt nhẽo. Nếu như cảm thấy vô vị thì về nước đi, để Tiểu Bái ở với con nhiều hơn. Không cần đâu, anh ấy chính là người điên cuồng về công việc, không cần anh ấy đi theo. Vậy thì cứ như vậy đi, chúng ta đợi xuân ấm hoa nở, chọn ngày lành tháng tốt, làm hôn lễ cho chúng đó. Thông gia cảm thấy thế nào? Cụ ơi, cháu nói cho ông nghe, cháu thực sự không nỡ gả đứa con gái này đi, nhưng mà cháu lại rất hài lòng với thằng con rể này của cháu. Nhìn hai đứa chúng nó đi, năm nay thì làm lúc nào hả? Hai các con tự chọn đi được không? Anh Bái, anh nói đi chứ. Em nghe anh hết đó. Anh không có ý kiến. Em nói là được. Ý của ông ngoại, bà ngoại, ba mẹ tự nhiên là mong chúng ta mau làm việc đó luôn đi. Nhưng mà con lại sợ làm chậm trễ công việc của anh ấy. Anh Bái luôn lấy công việc làm hàng đầu mà, đúng không anh? Bất động sản dịch mậu ngoài hạng mục thành phố Cách Lan ra, những cái khác vừa khởi bước, thực sự cần một ít thời gian mở cục diện. Đúng đó, con cũng cần có sự nghiệp của bản thân. Con còn muốn làm người giỏi đứng đầu đó. Anh Bái sẽ ủng hộ cho em đúng không? 100% ủng hộ em. Nào, Văn Văn nhà chúng ta muốn làm kinh doanh từ lúc nào vậy? Ba, có thể đừng lạc hậu như vậy được không? Cái này gọi là làm nghệ thuật. Nghệ thuật. Hơn nữa, anh Bái liều với công việc như vậy, nếu như con nhàn rỗi chơi bời vậy có được không chứ? Đúng không ông ngoại? Có phải nên đến lúc ông nên chúc mừng cháu làm cháu dâu của ông rồi chứ? Văn Văn, bất kể cháu làm cái gì, ông ngoại đều sẽ chúc mừng cho cháu thôi. Có thể hưởng thụ chút thời gian của tình yêu đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà Dịch Bái, cô biết cháu rất bận, cô ấy vẫn mong cháu có thể dành chút thời gian chăm sóc cho Văn Văn. Dù sao thì không thể toàn là tiểu biệt thắng tân hôn. Đương nhiên, các cháu có kế hoạch của mình, hãy suy nghĩ theo hai đứa, tự mình sắp xếp. Dạ. Hai đứa trước khi cưới tìm hiểu lẫn nhau đi, tất nhiên quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là hai đứa tôn trọng và chân thành với nhau. Ba, sao bọn con lại không tôn trọng lẫn nhau chứ? Bọn con chân thành lắm. Anh Bái còn chân thành với con hơn, có phải không anh? Nào nào, cạn ly cạn ly. Nào, số liệu này cậu nên đối chiếu lại chút. Xin chào. Sao cô lại tới đây? Anh đừng có đứng lên vội. Dịch tổng bảo tôi tới tiếp cận với công việc này, vì vậy công việc này của anh vẫn thuận lợi chứ. Cô xem đi. Thực ra anh không cần phải để ý chuyện bên Charles, bởi vì dù sao thì đó cũng là người nước ngoài. Anh ấy vốn chẳng hiểu môi trường sống của chúng ta ở đây và mọi điều cần thiết. Anh chỉ cần theo suy nghĩ của mình mà thiết kế là được. Charles là nhà kiến trúc sư rất giỏi của anh. Tôi thật ra vẫn muốn biết ý tưởng thiết kế của anh ấy. Không sao đâu, tôi có thể giúp anh trộm bí mật thương nghiệp. Không hay lắm đâu, không sao hết. Danh thiếp của anh ấy tôi muốn biết, tự gọi cho anh ấy là được rồi. Cảm ơn. Vậy tôi sẽ dễ nốt cho kịp đi. Cô cứ ngồi đây nha. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Nhưng mà tôi vẫn có thỉnh cầu nho nhỏ với anh.
chính là điện thoại của anh, che một phần số điện thoại của tôi rồi. Tôi không có cách nào để gọi cho anh hết, liên lạc với anh nữa. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã quan hệ công việc thông thường, vì vậy có thể thiết lập đó bỏ đi hay không? Đúng rồi đội trưởng, tôi có một ý tưởng mới. Tôi nghĩ chúng ta có thể ý tưởng thiết kế của Pháp, để thiết kế này càng có tính hiện đại quá. Được rồi, có thể rồi, tôi đã có thể nghe thấy rồi. Tôi về công ty trước đây, chúng ta liên lạc với nhau sau nha. Tạm biệt. Cái này cảm ơn. Dạ, gọi nhiều như vậy sao? Xin đợi một chút. Tôi lâu lắm chưa ăn món Nhật rồi, mấy món này tôi đều muốn ăn một chút. Dạ được. Cô xem cái địa chỉ này một chút đi, cô có quen không? Đạp chiếu phim Triều Tịch, tôi biết ở đâu. Được, vậy đợi chút đi ăn xong cô dẫn tôi đi nha. Vậy nếu như không thì để tôi tra giúp cô, hôm nay có phim gì để xem? Không cần đâu, cô dẫn tôi đi là được, những cái khác không cần làm. Dạ được. Còn có, cho dù cô đưa tôi đi làm gì, gặp ai, nói gì với tôi, chỉ có cô và tôi biết thôi, trên thế giới này sẽ không có người thứ ba biết. Trí nhớ không tồi đó. Giảng à, khởi động. Món này khó ăn quá đi. Không phải cô nói tiệm này ngon nhất hay sao chứ? Rất nổi tiếng mà. Những món cô gọi đều mấy trăm tệ hết. Cô có cảm thấy những món này nhìn thì ngon, nhưng mà ăn vào thế kinh chết đi được không? Món ăn ở quán này thật kỳ lạ quá. Nếu không thì lần sau tôi dẫn cô đi ăn món Âu. Trung Quốc có tiệm đồ Âu ngon sao? Đương nhiên rồi. Cũng tạm được. Giảng à, tôi ăn cái này đi. Những món khác cô ăn đi. Không sao chứ Giang Giang? Đều tại cô, dẫn tôi tới cái quán đểu này, hại tôi tái phát bệnh viêm dạ dày đường ruột. Có liên quan tới quán ăn hay sao? Ngại quá, tôi thật sự không biết cô bị mắc bệnh đó. Sớm biết rồi thì tôi đã nên đưa cô đi ăn cháo. Lý Hưởng Lợi. 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 Dịch tổng à, anh xem một chút chỗ này. Anh xem chút đi. Hành lang này, mái trong suốt lấy ánh sáng rất quan trọng. Ánh nắng từ bên này, vì thế từ chỗ bên này là xuyên vào theo góc này, vừa hay chiếu vào một mặt kính nửa trong suốt, phản chiếu trên mặt hồ. Lại theo bức tường chắn bên cạnh, còn có một dải tường nham thạch lục quá, tạo ra một loại cảm giác trường nhiệt đới vô cùng ấm ướt. Khí hậu của miền Nam hơn một nửa là mưa. Điều này tôi đã sớm nghĩ rồi. Anh xem thêm cái này đi. Miền Nam mưa nhiều, nên là thời tiết liên tục mưa. Dịch tổng mà cơm đến rồi. Nhưng mà cho dù mưa to thêm nữa, bảy đường ống này đối với nước mưa mà nói là thoải mái. Thay vì để nước mưa ngắm vào đất theo tường, thì chúng ta biến nó thành một dải cầu vồng bắt buộc. Tôi đợi anh ở bên đường cầu vồng. Mọi người đều có thể nói như vậy. Nếu sau này hẹn hò đi thư giãn, thì có thể nói anh đợi em ở đường cầu vồng. Mau qua ăn cơm đi, đã 8 giờ rồi. Ừ, ăn xong rồi tiếp tục. Dịch tổng à, anh muốn uống gì? Rót đầy giúp tôi một cốc trà. Vâng ạ. Sao cô không hỏi Gia Thành uống gì đi? Cà phê thêm một viên đường đúng không?
Đúng. Anh Diệp à, thời gian hình như rất hiểu anh. Tôi cũng không biết. Có lúc tôi cảm thấy cô ấy hình như cái gì cũng biết. Có lúc cảm thấy cô ấy là cái gì cũng không biết. Vậy cô ấy quen biết Tống Hiếu Kinh sao? Quen. Cô ấy biết anh có bạn gái. Cô ấy đương nhiên biết tôi có bạn gái. Cô ấy quen Hiếu Kinh mới quen tôi. Không sao đâu. Cô ấy trước cũng có một bạn trai. Thật sao? Bây giờ sao rồi? Bị đá rồi. Ai bị đá chứ? Tôi bị đá rồi. Tôi bị đá. Nghe nói cô có bạn trai. Sớm đây chia tay nhau rồi. Anh đừng có để ý. Xem các anh nói chuyện bạn đến vất vả như vậy. Nào, ăn nhiều thịt bò chút đi. Gia Thành. Cô Tống. Diệp Tổng chào anh. Sao em tới đây vậy? Còn anh vừa ăn cơm xong, bây giờ chuẩn bị bàn thiết kế. Sẽ không sớm lắm đâu. Mẹ của em nói bà hầm tổ yến rồi, bảo em đón anh về uống một chút. Ba của em bảo vừa hay anh đến, nói chuyện với anh một chút. Nếu như vậy, hay là em bảo ba mẹ đừng đợi anh nữa. Đừng. Nếu Tống viện trưởng đang đợi cậu, thì hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hôm sau tôi sẽ xem hiệu quả mô hình của cậu. Cũng được. Có chuyện gì thì tìm thời gian. Muốn gặp tôi, bảo cô ấy sắp xếp. Được rồi, tạm biệt. Tạm biệt anh. Sư tỷ, chị uống nước đi. Thời gian. Em làm thế nào mà tới Dịch Mậu làm việc vậy? Em vừa đi làm chưa được mấy hôm. Sau khi tới mới biết, quá ra Sư ca và Dịch Tổng có hợp tác. Trùng hợp quá vậy. Đây sẽ không phải là kế hoạch của em chứ. Chị nghĩ nhiều quá rồi sư tỷ. Kế hoạch này em thực sự không làm nổi. Hiểu Kinh, có phải là em nói rồi sao? Giáo sư Tống đang đợi chúng ta. Đừng để cho ông ta đợi lâu quá. Đi thôi. Dân. Tại sao anh không nói cho em biết thời gian làm ở Dịch Mậu? Anh thấy không thực sự cần thiết nhắc tới. Em không phải không tin anh. Em không có lý do gì để tin người khác. Cứ thế này em làm sao có thể chắc chắn chứ? Thời gian này chỉ còn một ngày âm hồn bất tín. Còn ở bên cạnh anh, em sẽ từng ngày từng phút nghĩ tới những lời cô ta nói bên cạnh của anh. Gia Thành, hay là hàng một cách lang thành này, em nói ba giao cho người khác làm nha.